Xin chào các bác, hôm nay em hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng chi tiết của cái con Nationa có mã là NP60SF6 này nhé. Con này thì thường gọi là na kính vì là mặt này nó là mặt kính. Khi nó rửa thì có thể nhìn được nó phun nước ở bên trong. Đấy. Đấy. Con này thì cũng rất là được ưa chuộng, giá cả thì nó rất là bình dân. Về các chức năng của nó thì nó là như sau. Đây là cái nút bật nguồn, các bác giữ khoảng 1-2 giây thì nó sẽ bật. Đấy, các bác giữ đây là bật nguồn. Nút này là nút tắt. Đấy, nút này là nút bật. Yeah. Cái đèn đây, cái đèn báo này là báo mở cửa. Khi mở cửa ra nó sẽ báo đèn đấy. Đấy, khi mà mở cửa ra đèn này sẽ báo. Đóng vào thì nó sẽ tắt đèn. Còn cái hàng này là cái đèn chu trình rửa. Đấy, chu trình rửa. Đây là cái nút hẹn giờ, 4 giờ sau thì máy sẽ rửa. Đấy. Rồi đây nút này là nút chuyển chế độ sấy. Sấy 20 phút, sấy 40 phút và sấy 60 phút. Sấy 60 phút kèm giữ khô. Cái đèn này sáng là khi sấy xong nó sẽ giữ khô các bác nhé. Giữ khô để bát đũa không bị ẩm mốc. Đấy, đây như thế này là sấy 60 phút và giữ khô. Thường thì chỉ còn để sấy khoảng 20 phút thôi. Những cái nút này đó là cái nút rửa ít bát đũa. Khi các bác dùng cái nút này thì nó sẽ là khi mà mình có ít bát quá sẽ bị bát trong này thì ấn nút này là rửa ít bát đũa. Cái con này nó rất hiện đại hơn các cái, kể cả những con đời mới bây giờ là nó có cái nút này, tức là rửa nút này sẽ tiết kiệm hơn nếu mà mình ít bát đũa quá. Cái nút này là nút các chế độ rửa. Các chế độ của nó thì nó là như sau. Chế độ xem này. Chế độ như này các bác nhá. Chế độ này là chế độ tiêu chuẩn này, mặc định. Đấy, khi mà nó tắt nguồn đi bật lại nó sẽ ở chế độ tiêu chuẩn. Tiếp theo, chế độ này là chế độ rửa ban đêm. Đấy. Để ban đêm để làm giảm bớt cái áp lực nước và giảm bớt tiếng ồn. Chế độ tiếp theo, chế độ này xem này, là chế độ này rửa nhiệt độ thấp, rửa chế độ nhiệt độ thấp nhé. Chế độ rửa nhiệt độ thấp nhé. Còn sang không, chế độ này chế độ rửa mạnh mẽ này. Đấy, còn sang cái này thì cũng chưa rõ lắm. Còn chế độ này là chế độ chỉ sấy khô, chỉ sấy thôi nhé. Đấy, cái này là toàn bộ các cái chức năng của máy đấy. Còn nút này là nút khởi động này. Khi chọn xong các chế độ rồi thì các bạn ấn nút này nó sẽ rửa. Đây, đèn này sẽ nháy để chu trình rửa. Con này là một cái con có khử khuẩn bằng tia cực tím. Như vậy các bạn nhé.